Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn niệm trụ, cũng chẳng tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy năm loại mắt, cũng chẳng tư duy sáu phép thần thông, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy mười lực Phật, cũng chẳng tư duy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không quên mất, cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy trí nhất thiết, cũng chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.